Đây là con, đây là con cua đá này. Cua này ăn như độc. Ăn vào là chỉ chết người ấy. Cần đem con cua ăn được lên không? Không cần đâu. À được thì được. Thôi khỏi đi. Cua họ biến nữa. Đấy con cua đá. Càng bây giờ càng ăn được nha. Ăn được càng đừng ăn người. Con này luộc ăn vô chết ngắt luôn. Đấy, nhìn dáng nha. Điểm hoàn là đây. Sợ cắn lắm. Đây. Có lông này. Đấy, mấy cặp mình cuốn có lông này tránh xa nha. Đây là sò lông này, sò lông có độc đấy. Không phải sao sò lông có độc. Anh chết á. Chết nhắc nha. Thường có những cái em cắn mẹ nó phát chưa. Con này ăn thoải mái này. Đây là con cua đá này. Hai con tỉnh con nhau đi. Con tường chết. Đó, tường chết. Nhưng mà quái hoặc tường, miếng nó quái đồ chết. Nhưng mà tường chết đấy là nó có sống. Chạy đi mình, chạy nhanh. Nó sống đây coi này, nó còn ăn chứ à. Nói cao hơn cự đồng này, nó thấy chưa. Nghĩa quay mắt miệng nó chịu đông. Mắt. Đó thấy chứ, miệng nó ngon nữa nhé. Càng ăn ngon lắm đúng không? Thịt nhiều càng ăn được, con người ăn được. Biết rồi, nhưng mà ý là ăn càng chắc thịt nhiều lắm ấy. Ừ. Một tí đem hai càng thì luộc bỏ người đi. Thịt mới ăn ổn mỏi được thôi chứ không biết. Không sợ. Thôi khỏi được đôi đùa vui. À giống con cóc mà cóc có mấy cái độc trống. Ừ. Có lông rồi ai. Có giống như so lông rồi. Con có càng dữ dân này. Ừ, càng đã, càng có chán. Càng đã. Cua đá. Tại sao gọi là cua đá mèo biết không? Chắc là nó muốn đi đá chứ. Bạn đá. Thôi mày ông kia cho mày ông kia đi đây. Chắc là nó sống như đá. Bạn đá ăn sống đấy bạn. Bạn đá sống. Nếu bạn đá sách chết nó có độc ấy. Thì ba nín thì càng nhỏ ăn được nhưng càng nhỏ. Ờ, coi bà mũa này. Mập rồi. Mập rồi. Ui. Con này giống con gà bên cua mấy. Cua nó cho mình con mình luộc mà ăn đi. Con rồi ha. À, con đi đấy. Đem lên cho con cua ăn. Cái này bỏ trên bơ mới bỏ chỉ để mà xì bọt mẹ. Thiếu nước quá. Nhưng mà ý đâu yên tâm hăng có xì được thì cũng là hăng tươi. Ừ. Mình chế từ hăng tươi chứ không phải hăng đâu. Có con gà với cú đâu. Cứ đi là... gà đi. Đánh nhau đi. Con này hăng đều hăng chế đồ cổ thủ rồi. Ừ.